Subaru Forester 2024 nhập Thái giảm giá tới 160 triệu, ngang Mazda CX-5 bản cao, dọn kho trước khi chuyển sang nhập Nhật. Nếu chính sách giảm giá lớn thường dành cho xe sản xuất năm cũ, thì Subaru Forester Vin 2024 lại đang được hãng ưu đãi mạnh tay. Theo đó, trong tháng 6 năm 2024, khách hàng mua Subaru Forester, sản xuất năm 2024 sẽ được giảm giá từ 70 triệu đến 160 triệu đồng tùy phiên bản. Phần giảm này tương ứng với hỗ trợ lệ phí trước bạ, với bản cao nhất là 100%, phí đăng ký biển số, phí bảo hiểm đường bộ và 1 năm bảo hiểm vật chất cao cấp. Ngoài ra, người mua cũng được hưởng 5 năm bảo hành không giới hạn km. Tuy vậy, ngay cả khi giảm giá, Subaru Forester 2024 vẫn tương đương bản cao, bản giữa của một số đối thủ chưa giảm giá. Chẳng hạn, Mazda CX-5 2.0 Premium Exclusive 879 triệu, Hyundai Tucson 2.0 xăng đặc biệt 839 triệu, Ford Territory Titanium 889 triệu, Kia Seltos 20G Premium 889 triệu. Điều này không gây ngạc nhiên, bởi Forester vốn thuộc nhóm xe có giá cao hàng đầu phân khúc. Chỉ một số rất ít xe cùng phân khúc có giá cao hơn, như Honda CR-V từ 1,109 tỷ đồng. Dẫu vậy, việc giảm giá hàng trăm triệu vẫn là cơ hội cho những người đang muốn sở hữu Subaru Forester. Bởi giá xe sắp tới có thể sẽ tăng mạnh do đổi nguồn nhập. Chính sách trên được hãng đưa ra chỉ vài ngày sau khi có thông báo chính thức về việc chuyển đổi xuất xứ của những chiếc Subaru Forester bán ở Việt Nam. Subaru Việt Nam cho biết hiện tại, các đại lý vẫn tiếp tục bán Forester lắp ráp tại Thái Lan. Tuy nhiên, sau đó, Subaru Việt Nam sẽ nhập Forester thế hệ mới từ Nhật Bản. Do nhập từ Nhật Bản, các mẫu Subaru Forester mới sẽ rút ngắn thời gian ra mắt Việt Nam sau khi trình làng ở thị trường nội địa, quốc tế. Tuy nhiên, điểm trừ là giá bán có thể hơn hiện hành mấy trăm triệu đồng. Đó là bởi xe nhập từ Nhật sẽ không được hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu so với xe nhập từ Thái Lan. Để tham khảo, trước khi Subaru Forester ở Việt Nam được nhập từ Thái Lan, giá khởi điểm có lúc là 1,323 tỷ đồng. Đáng chú ý, đó là giá xe giai đoạn mới xuất hiện, năm 2012, tức cách đây tới cả chục năm. Sau khi chuyển đổi nguồn nhập, giá Forester đã hạ nhiệt nhanh chóng. Với xe Vin 2024 hiện tại, giá khởi điểm là 969 triệu đồng. Khi được hưởng ưu đãi, giá chỉ còn từ 899 triệu đồng. Thậm chí, đã có lúc, Forester từng có giá sau ưu đãi, ngang hàng với Mazda CX-5 khi đó 749 triệu đồng. Việc tăng giá dự báo sẽ khiến Subaru Forester khó cạnh tranh về doanh số hơn so với các đối thủ khi cách biệt giá khá lớn. Ngay cả khi chưa tính ưu đãi, đối thủ đã có giá thấp hơn hẳn, như Mazda CX-5 chỉ từ 759 triệu đồng, Hyundai Tucson từ 769 triệu đồng. Sắp tới, nếu được áp dụng ưu đãi giảm lệ phí trước bạ từ chính phủ, giá của những đối thủ lắp ráp trong nước sẽ còn xuống nữa. Tất nhiên, giá bán không phải là yếu tố duy nhất quyết định một mẫu xe có bán chạy hay không. Chẳng hạn Honda CR-V có giá bán khá cao vẫn đứng thứ hai phân khúc trong tháng 4 năm 2024 vừa qua, 626 chiếc, sau Mazda CX-5. Tuy nhiên, dường như Subaru Forester vẫn thiếu một chút duyên với người dùng Việt khi so với các đối thủ. Chẳng hạn, xe có giá bán cao hơn nhiều so với Mazda CX-5 trong khi trang bị không hơn quá nhiều, thậm chí đối thủ có điểm hơn ở cửa sổ trời, màn hình HD, camera 360 độ.